Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đài Nguyên TV. Family. Okay. Xong rồi các bạn ơi, nãy giờ ở trong kia làm hết giấy tờ và ký tên này kia rồi trả tiền này nọ. Bây giờ mình sẽ đợi để mình lấy xe rồi đi về nha. Hôm nay nhìn mình rất là tàn tạ luôn, tại vì ở cái chỗ mua xe này á, từ 2 giờ chiều đến giờ luôn các bạn. Bây giờ cũng là gần 7 giờ tối rồi, lâu quá trời luôn á. Mình có chìa khóa rồi nè các bạn ơi. Dạ. Giờ hồi xưa gắn bảng số hả? Số xe của mình. You have to make an appointment. Yeah. Biển số là 092121. Appreciate it. Hey, blessed man. Thank you. Yeah, thank you. Thank have you. A good one. Này nó không có chỗ nào gắn hết ta. Chắc mình gắn đây đi. Rồi, chắc là mình để ở đây luôn các bạn ha. Thật sự khi mà mình đã mua được chiếc xe, mình rất là vui và mình rất là hạnh phúc luôn. Cái ngày mà mình mua xe đem về nè các bạn, mình ngủ không được luôn á. Mình hứa là mình sẽ cố gắng học lái xe nhanh nhất có thể để có thể sử dụng cái xe này tốt hơn ha. Thì bây giờ mình sẽ lên xe, sau đó là mình sẽ chạy thử một vòng quanh ở đây cho các bạn xem thử xe mới của mình như thế nào nha. Ok, lên xe thôi. Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đài Nguyên TV. Ngày hôm nay á, Nguyên có một tin rất là vui muốn chia sẻ đến với tất cả các bạn, là Nguyên đã sở hữu một chiếc xe rồi nè các bạn ơi. Thì sau 1.5 năm đặt chân tới Mỹ thì Nguyên cũng đi làm và được sự hỗ trợ từ gia đình, từ chồng, thì Nguyên đã có được một chiếc xe cho mình. Thì bây giờ mời các bạn cùng đi với Nguyên để xem thử chiếc xe của Nguyên như thế nào nha. Ta-da, đây là xe của Nguyên này các bạn ơi. Trời ơi, rất là vui luôn mà khi mà Nguyên mua được chiếc xe này luôn á các bạn. Tại vì là qua đây xong rồi Nguyên đi học bằng lái và học lái xe, sau đó có bằng lái, thì Nguyên cũng chưa có mua được xe, bởi vì mình phải chọn chiếc xe cho phù hợp với lại cái khả năng tài chính của Nguyên cũng như là phù hợp với Nguyên nữa, nên Nguyên đã mua chiếc xe này. Đó, đây là chiếc xe của Nguyên nè các bạn. Thì mời các bạn cùng xem một vòng cái xe này với Nguyên nha. Và đây là toàn cảnh phía bên ngoài cái xe của mình. Thì xe này là xe Corolla SE 2022. Thì khi mà mình đi mua xe thì mình rất thích xe màu đỏ, nhưng mà không có, chỉ có xe màu này với lại xe màu đen thôi. Thì xe 2022 về rất là ít á, nên rất là khó để mình lựa chọn màu. Thì mình đã chọn chiếc màu bạc này, chứ chưa bao giờ mình sẽ nghĩ là sẽ mua màu bạc luôn. Các bạn có thấy cái chữ SE có màu đỏ không? Thì theo mình biết thì cái chữ màu đỏ này có nghĩa là cái xe có cái chế độ sport đó các bạn. Thì xe của Nguyên chưa có gắn biển số luôn, thì đây là chỉ biển số tạm thôi. Đó, các bạn nhìn đi. Trời vui lắm các bạn ơi, nên hôm nay Nguyên muốn chia sẻ cái niềm vui đấy các bạn á. Bây giờ mình thử đi vào bên trong cái xe thử xem như thế nào nha. Đây là vào bên trong cái xe này các bạn. Đó, đây là cái xe của Nguyên. Thì Nguyên cũng không biết nói như thế nào hết. Thì cái xe thì đơn giản như thế này thôi. Thì xe này có 5 chỗ ngồi. Cái xe mình á, thì xe 2022, nhưng mà cái loại này thì nó sẽ dùng ổ khóa, chứ không có phải là dùng cái power. Rồi ở đây nó sẽ có một cái màn hình để mình có thể xem bản đồ lúc mà mình đi xe. À, phía trên này thì kính chiếu hậu nè, rồi có một cái tấm che nắng á, che nắng, rồi có cái gương chỗ này nữa đó. Rồi ở trong này thì nó có một cái hộp tủ sẽ đựng đồ kia. Phía sau xe thì ở giữa hai ghế ngồi á các bạn, thì có một cái chỗ để ly nước khi mà có hai người ngồi hai bên, hoặc là nếu như mà mình không để nước á, thì mình sẽ dựng lên như thế này và sau đó thì sẽ trở thành là ba người ngồi. Thì
vừa rồi Nguyên có quay sơ về cái xe cho các bạn xem về phía bên ngoài cũng như là một chút xíu về bên trong. Thì Nguyên cũng không phải là người làm xe lắm nên không có chia sẻ với các bạn được nhiều á. Thì trên tay Nguyên đang cầm một số những cái đồ để mình gắn lên cái xe cho để lúc mà mình chạy cho nó an toàn á. Thì bây giờ các bạn cùng đi gắn với Nguyên nha. Trước tiên á là để cho an toàn thì phía sau mình là mình chồng mình đã mua cho mình một cái biển này, đó là cái biển New Driver, chắc rất là cần thiết cho những người mới học lái xe. Thì giờ mình sẽ gắn ở phía sau này. Chắc mình gắn cái này, nó không có chỗ nào gắn hết ta. Chắc mình gắn đây đi. Cái miếng này nó có hít rồi, các bạn chỉ cần bỏ lên xe là nó dính lên trên xe này. Rồi chắc là mình để ở đây luôn các bạn ha. Rồi ok, đây New Driver. Thì khi mà người ta họ đi sau lưng mình á, họ thấy cái biển này là họ biết là mình là người lái mới rồi, nên họ sẽ ít khó chịu hơn với mình. Thì mình nghĩ như vậy thôi. Rồi ok, tiếp theo nữa là đây, nó có hai cây cái gương á các bạn, để gắn lên hai cái kính xe để mình nhìn nó được rõ hơn á, cái gương cầu lồi nè. Đó thì tí nữa anh Chí anh sẽ gắn cho mình cái này. Ngoài ra nữa thì đây là cái ghế ngồi cho xe. Các bạn biết tại sao phải có cái ghế này không? Bởi vì là mình thấp quá đó các bạn, nên khi mà mình ngồi trên cái xe á, thì mình không có thể quan sát được rõ ở phía trước, nên mình ló một cái ghế này ở dưới nữa thì mình ngồi cao hơn á, thì mình sẽ thấy phía trước rõ hơn và lái xe tốt hơn. Bây giờ mình đi gắn cái này trước nha. Nhét cái cục này các bạn xuống dưới cái ghế. Rồi ok, nó đã dính chặt rồi. Bây giờ như thế này, mình ngồi thử cho các bạn xem. Đó. Các bạn thấy không, nó cao hơn hẳn so với nhiều rồi. So với việc là không có cái này, nó sẽ thấp lắm. Đó. Thì nó rất là thuận tiện với mình. Đó. Rồi ok, mình đứng tắt máy nha. Rồi ok, mình đã đem cái bịch này qua đây luôn rồi. Thì trong xe thì ở đây là cái bãi đậu xe các bạn, chắc chắn là cần phải có cái parking này nha. Mình phải có cái này thì mình đậu xe ở đây mình mới không có bị bắt. Chứ còn nếu mà các bạn để xe mà không có cái miếng này á, thì người ta thấy cái xe này mình để ở đây lâu ngày họ sẽ tới họ hỏi á. Rồi mình sẽ gắn cái xe cái này vào trong mình luôn. Còn đây là cái miếng thơm xe, làm thơm xe thì mình vừa đã lột cái tem rồi. Bây giờ mình cũng sẽ gắn trong xe luôn để nó tạo cái mùi thơm trong xe nha. Thì cái miếng này nó có mùi vanilla này các bạn, mùi rất là dễ chịu và thơm. Đó, thì mình sẽ gắn trên xe luôn. Rồi, đó là xong phần phía trước. Rồi ngoài ra đó thì trong xe mình, chồng mình đã mua cho mình cái tấm này. Thì cái tấm này là cái tấm để chống nắng cho kính xe nè các bạn. Khi nào mà mình chạy xe ra ngoài rồi cái mình sẽ bọc ở phía trước này nè, mình bọc ở phía trước này lại để cho nó tỏa sáng ra bên ngoài. Cái tấm này rất là cần thiết cho mọi xe luôn. Rồi, mình sẽ để phía trong xe ha. Rồi tiếp theo nữa là, ôi trời ơi, có hai cái miếng New Driver luôn các bạn ơi. Chắc là mình phải gắn hai cái miếng sau lưng cho người ta biết là mình là người rất là mới luôn các bạn ha. Rồi còn đây nữa là đây, xin giới thiệu với các bạn, đây là cái bộ camera này là cái dạng camera hành trình đó các bạn, phía trước xe và phía sau xe luôn. Tức là để mình gắn cái này để mình tạo cái sự an toàn khi mình lái xe, hoặc là xe mình để đó hoặc như thế nào đó, thì nó có camera ghi lại hết, thì rất là cần thiết cho những người mới lái xe như mình và cũng như tất cả mọi người luôn. Thì cái này anh Chí anh sẽ gắn cho mình luôn các bạn ha. Ngoài ra một cái không thể thiếu nữa là cái bịch khẩu trang này. Xe nào cũng phải cần có khẩu trang hết, tại vì đi đâu á mình cũng cần phải đeo khẩu trang. Thì mình sẽ để sẵn một bịch trong xe luôn, để lúc cần là sẽ có liền ha. Và còn đây, đây là cái cam mount. Cái này là để đặt cái điện thoại các bạn. Như
này nè các bạn, cái đồ mà để mình gắn điện thoại trên xe á, để mình có thể xe gắn điện thoại rồi cái mình xem trong lúc mà mình di chuyển á, để mình xem bản đồ không phải, để mình để cái điện thoại cho đứng lên thôi. Đây là cái này. Rồi, ok thì và một cái quan trọng nhất không thể thiếu là gì các bạn biết không? Đây là cái biển số này các bạn. Thì biển số xe của mình cũng về rồi và tí nữa tụi mình sẽ gắn luôn. Cái mình sẽ rồi. Đó, thì trước mắt là như vậy. Ok, mình vừa lấy cái biển New Driver thứ hai rồi nè, chắc là mình sẽ gắn lên xe luôn nha. Thì trong thời gian đầu mà mình mới lấy xe, chắc mình là sẽ dán hai biển, rồi sau này mình lái xe tốt hơn, mình sẽ gắn một biển và sau đó một thời gian là mình sẽ gỡ ra luôn ha. Ok, đặt các phần trắng bên này luôn cho nó vừa luôn. Ok, các bạn nhìn cái xe này người ta thấy chắc người ta bực lắm các bạn không? Nó có hai cái luôn mà. Đây là cái biển số xe tạm của mình nè các bạn, nó có số là 092121, đó là biển số tạm thôi. Để mình mở thử cốp xe nha. Đó, thì sau cốp xe nó cũng khá là rộng luôn các bạn. Và nó có thêm một cái tấm này để mình gắn cái biển số xe trước á. Thì ở cái bang mình là hai cái chỗ gắn biển số luôn mà. Chỉ cần gắn một biển số sau thôi. Còn biển số trước là mình có thể làm các biển số mà có tên của mình đó các bạn, hoặc là mình để không cũng được. Đó. Thì cái xe này là Corolla SE này các bạn. Cái xe này là chạy, nói chung là chạy thích lắm. Mình nghe chồng mình nói vậy chứ còn mình chưa có chạy thử cái chế độ đó. Tại vì thật sự với các bạn là mình chạy xe chưa có giỏi. Bây giờ có chiếc xe này rồi á thì mình bắt đầu là sẽ tập lái nhiều hơn, đi nhiều hơn, rồi sau đó mình có thể tự đi. Tại vì trước giờ đi đâu á thì cũng là chồng mình chở đi không à. Nhiều khi á mình phải đi bệnh viện khám bệnh hay này kia thì chồng mình cũng phải xin phép nghỉ làm á các bạn để chở mình đi, chứ cũng chưa bao giờ mình tự đi hết. Có một vài lần á thì mình cũng tự đi, mình cũng phải đón Uber các bạn để đón đi, nhưng mà nhiều khi á ở đây á nó ít cái Uber nên thành ra là mình đã bị người ta không có tới đón mấy lần rồi đó, cũng rất là bất tiện luôn. Nên thật sự khi mà mình đã mua được chiếc xe á, mình rất là vui và mình rất là hạnh phúc luôn. Cái ngày mà mình mua xe đem về nè các bạn, mình ngủ không được luôn á. Thì mình do mình rất là vui á nên mình hứa là mình sẽ cố gắng học lái xe nhanh nhất có thể để có thể sử dụng cái xe này tốt hơn ha. Ok, đi với mình nha. Ok, bây giờ chồng mình sẽ đi gắn những cái thứ trong xe cho mình nha các bạn. À, mình quên nói là chứ xe mình không có xịn đâu các bạn. Là xe có chìa khóa này các bạn thấy không? Đây nè, nhìn nó không biết gì không? Mặc lên chìa khóa, đó. Thì mình sẽ đi chiếc xe này tại vì nó phù hợp với cái giá tiền á, cái khả năng tài chính của mình. Nên mình mua chiếc xe này thôi, các bạn đừng có chê mình nha. Cơ bản cái xe của mình là như nãy giờ mình có chia sẻ với các bạn. Thì bây giờ mình sẽ lên xe, sau đó là mình sẽ chạy thử một vòng quanh ở đây cho các bạn xem thử xe mới của mình như thế nào nha. Ok, lên xe thôi. Thì thường là lên xe thì chắc chắn bao giờ là mình cũng phải đeo xích đeo trước đúng không? Rồi xích đeo vào rồi mình chỉnh cái gương chiếu hậu và hai cái gương hai bên. Nhưng mà tại vì là mình đây là xe của mình đó các bạn, nên mình đã chỉnh sẵn luôn rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi nha.
em quẹo vô em nói thôi mở cái xe này em đi em cảm thấy như thế nào. Nó mà quẹo bắt đầu vô căn hộ lại đi vòng về. Đó, các bạn thấy sao các bạn? Mình chạy xe như vậy á, tại vì hiện tại mình đang chạy là mình chạy trong cái khu dân cư á, nên mình cũng đi khá là chậm thôi, mình không có được nhanh. Lên chút nữa, lên chút, còn xa lắm. Thạch đánh qua tay phải chút. Rồi rồi. Yeah, tới nhà mình lại rồi. Vừa mới hoàn thành xong cái chạy của mình đó các bạn thấy như sao? Mình chạy chậm lắm đúng không? Để xíu nữa rồi chồng mình sẽ gắn thêm những cái đồ trên xe rồi sau đó thì mình sẽ chạy tập mỗi ngày để mình đi được nhiều nơi hơn và quay được nhiều cái hay hơn cho các bạn cùng xem nha. Giờ gắn cái kính rồi. Rồi bây giờ anh Trí anh sẽ gắn cái kiến xe cho mình. Ủa, nó có cần phải bên trái bên phải gì không anh? Không, nó có cái đỏ. Thường là cái gắn góc bên đây. Góc bên đó hả? Ừ, nó là blind spot á. Có rớt được không anh? Không, nó kèo. Vì mình lúc mà chỉnh nó sẽ góc sao cho nó. Mình nhìn được những cái điểm mù á. Dạ. Ồ, mình bẻ cái gương luôn hả? Dạ. Yeah. À, em không biết luôn á. À, cái gương có thể chỉnh được. Ok. Để mình giờ vô xe mình kiểm tra. Mình cũng vô xe luôn. Xe mới toanh, thơm mùi mới lắm các bạn ơi. Nhưng mà mình thấy đi một hồi á. Đây, anh gắn. Dạ, mình bỏ ra sau. Cột đây thôi. Dạ. Cái xe các bạn đi mùi mới các bạn thì thích lắm á, nhưng mà đi một hồi nghe mệt lắm các bạn ơi, tại cái mùi nó mới quá đó. Mình hay mở cửa sổ xuống mà cho nó gió nó vào nhiều hơn á. Ở đây nè các bạn, nó có hai cái biển, một cái là cái này nó chỉ phía trước là cái chỗ để bỏ gắn USB, còn cái bảng này thì nó kêu là mình không có được tháo ra nè các bạn. À quên, bên trong này nè các bạn, bên trong này nó có cho mình một cái cuốn á về cái xe, thì mình đây nè, hướng dẫn sử dụng xe. Đó, đây là cái cuốn, các bạn có thấy không, nó ghi là 222 Corolla nè. Đó, đây là cái dòng xe của mình, cái loại xe của mình luôn. Thì bên trong này họ có cho mình một cái bộ dây cáp sạc về tất cả các đầu này. Đó, của iPhone, iPad, AirPods này nọ. Dạ anh. Đã đóng cái cửa để anh coi cái. Dạ. Đó, mình đang đóng cái xe lại cho anh chứ anh coi xe nè. Thì anh Trí anh vừa gắn một số các thiết bị trong xe, nhưng mà còn về cái camera với lại cái đồ gắn điện thoại các bạn, chắc là ngày mai anh Trí sẽ gắn cho Nguyên nha. Tại vì bây giờ cũng là 8 giờ tối rồi đó các bạn, thì trời nó cũng khá là tối rồi, nên ngày mai tụi Nguyên sẽ làm. Thì hôm bữa tụi Nguyên đi mua xe đó các bạn, thì hồi xưa đến giờ Nguyên xem ở Việt Nam á, thấy bạn bè đi mua xe thì ai cũng được người ta để cái bảng xe có tên của mình nè, rồi tặng hoa bong bóng chúc mừng này kia, nhìn rất là hoành tráng. Mình nghĩ sau này á, nếu mình là người được đi mua xe thì mình chắc là cũng được như vậy. Nhưng mà ai ngờ khi mà mình qua Mỹ các bạn, mình mua xe á, thì
chỉ có tới xong rồi chọn được cái xe ưng ý, deal được cái giá tiền xong rồi trả tiền đem xe về hết trơn, rồi các bạn không có thấy hoa hòe gì hết trơn. Nhưng mà khi mình hỏi chồng mình đó các bạn, thì ảnh nói là khi mà mình mua cái xe và đắt tiền á thì mới có như vậy. Thì ok thôi, vậy cũng được các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem lại cái đoạn video mình quay lúc mà mình ở cái dealer mình mua xe nha. Tại vì lúc đó mình đi mua xe các bạn cũng đi cả ngày à, thì nên mình không quay được nhiều, chỉ quay cái đoạn cuối khi mà mình gần lấy cái xe thôi. Thì mời các bạn xem một chút để các bạn biết về cái lúc mà đi mua xe ở Mỹ nó sẽ như thế nào nha. You can fill that out. The notebook one. Can I have one more pen, please? Oh, sorry. Yeah. Personal reference? Yeah, just friends, family. Okay. Okay. I need one more time. I need a copy of your insurance. Car, so is it good? Thì tụi mình đang ngồi làm giấy tờ để chuẩn bị lấy xe. Xong rồi các bạn ơi, nãy giờ ở trong kia làm hết giấy tờ và ký tên này kia rồi trả tiền này nọ. Bây giờ mình sẽ đợi để mình lấy xe rồi đi về nha. Hôm nay nhìn mình rất là tàn tạ luôn, tại vì ở cái chỗ mua xe này á, từ 2 giờ chiều đến giờ luôn các bạn. Bây giờ cũng là gần 7 giờ tối rồi, lâu quá trời luôn á. Mình có chìa khóa đây nè các bạn ơi. Đây là chiếc xe của mình. Giờ hồi xưa gắn bảng số hả? Nice. Thank you, sir. Appreciate it. No problem. Oh, by the way, is it the tire thin already? It's on the back. Yeah, they have a thin and a guard. Đây là biển số xe của mình. You have to make an appointment. Yeah. Biển số là 092121. Cái tờ sticker nãy rồi. Đưa cho ổng rồi. Đưa trong nãy hả? Ừ. Anh coi là trong đó họ gỡ rồi, ổng dán ở đâu á. Yeah. Kiểm tra lại đúng không mà biết liền. Ok, biển số đã lên rồi các bạn ơi, đây nè, vui quá à, có xe rồi. Yeah, the key. Yeah, uh-huh. Okay. Yeah, người ta sẽ chạy ra người kia để người ta kiểm tra lại một lần nữa trước khi đưa xe cho mình. Quá mệt mỏi hả? Từ 2 giờ chiều đến giờ. Bạn thấy mình không? Hết màu son luôn, không còn gì nữa, nhìn rất là hơi là gọi là rất là nhìn rất là sơ sát luôn. Nhưng mà mình rất là vui mình có xe rồi. Thì lúc nãy cái khúc đầu tiên thì mình cũng không quay được nhiều bởi vì mình trời nó mưa các bạn. Đi mua xe mà trời mưa chắc cũng tốt rồi đúng không? Thì xe của mình cũng không có nhiều tiền lắm, nhưng mà đây là chiếc xe đầu tiên của mình cũng như là mình sở hữu nó luôn, nên thành ra mình sẽ chăm sóc nó thật là tốt và mình rất là vui khi mà mình có xe. Yeah. It's an iPhone, so I plug the iPhone charger in for you. Uh-huh. So you can plug your phone in. Anh chạy anh. Ok, để em lên xe.
Thank you, appreciate it. Hey, blessed man, thank you. Yeah, thank you, have a good one. Yeah, sẽ lên xe. Cũng đỡ, gọn. Em đi là vừa luôn. Đó, xe của mình mà chồng mình là người lái đầu tiên nha các bạn. Tại vì còn có chế độ sport luôn. Yeah, xe của mình mà chồng mình lái đầu tiên nha các bạn. Tại vì 3 mai, 4 mai. Tại vì là mình chưa có biết đi xe, không phải biết chưa biết đi xe mà ý là mình muốn đi cho thật là thành thạo xong rồi mình mới lái, nên thành ra là chồng mình sẽ lái trước nha. Vui lắm các bạn ơi. Bye bye. Thì bây giờ tụi mình sẽ bây giờ tụi mình xe của chồng mình á, hiện các bạn hiện tại đang để ở đây, bây giờ chồng mình sẽ qua bên kia nhờ một em á chạy xe về cho mình xong rồi quay lại đây lấy cái xe của chồng mình. Ok. Em á. Em á. Xe mới mà. Xe mới luôn các bạn à, đi mới có 3 mai à. 2022. Thì hả? Xe này em đi nhỏ gọn. Dạ. Trời ơi các bạn ơi, ở bên Mỹ á đi mua xe nhanh lắm các bạn ơi. Mình hồi sáng mình quyết định là mua xe xong rồi mình chạy ra rồi cái mình chọn được chiếc xe yêu thích rồi mình deal giá với người ta được cái là trả tiền đem đi về vậy đó các bạn, rất là nhanh luôn. Mình chưa có bao giờ mua xe ở Việt Nam bao giờ, không biết ở Việt Nam như thế nào thì các bạn có thể chia sẻ với mình nha để mình biết. Đó, các bạn bây giờ vậy. Đã có hai đứa em nó lấy xe của anh Chí tới giùm rồi đó các bạn. Bây giờ tụi mình sẽ đi ăn tối nha, rồi tụi mình sẽ đi về. Thì Nguyên rất cảm ơn các bạn đã xem video của Nguyên và đừng quên gửi lời chúc mừng khi Nguyên có xe mới nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.